Lý do không nên uống cà phê khi mới ngủ dậy chuyên gia người Anh cảnh báo uống cà phê ngay khi thức dậy không mang lại nguồn năng lượng như bạn mong đợi, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tiến sĩ Deborah Lee, chuyên gia về giấc ngủ người Anh, đã chia sẻ về thời điểm tốt nhất để thưởng thức cốc cà phê nóng đầu tiên trong ngày. Khi bạn thức dậy, nồng độ cortisol lên đến đỉnh điểm. Đây là loại hóc môn tăng cường sự tỉnh táo và tập trung cũng như điều chỉnh quá trình trao đổi chất và phản ứng của hệ miễn dịch, tiến sĩ Lee cho biết. Theo Express, Mức độ cortisol tăng cao có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bạn. Nếu chỉ số này đã đạt đến đỉnh điểm khi thức dậy, uống cà phê ngay khi bạn mở mắt có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho sức khỏe. Cortisol thay đổi theo chu kỳ ngủ của mỗi người, thường đạt cực đại trong vòng 30 đến 45 phút sau khi bạn thức dậy. Sau đó, hormone này giảm dần trong ngày và sẽ có thời điểm lý tưởng để bạn uống cà phê. Theo tiến sĩ Lee, thời điểm sớm nhất nên bổ sung caffeine, chất có trong cà phê, là 45 phút sau khi thức dậy. Khi mức cortisol của bạn bắt đầu giảm xuống. Thời điểm tốt nhất để uống cà phê thường từ giữa đến cuối buổi sáng khi lượng cortisol của bạn thấp hơn rất nhiều và bạn có thể bắt đầu cảm thấy năng lượng sụt giảm. Tất nhiên, bạn không nên uống quá muộn vào buổi chiều vì caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tiến sĩ Lee nói. Ví dụ, nếu bạn thức dậy vào khoảng 7 giờ thì uống tách cà phê đầu tiên từ 10 tới 12 giờ trưa sẽ giúp cơ thể và tâm trí của bạn nhận được nhiều lợi ích nhất. Caffeine có tác dụng ngăn chặn các thụ thể adenosine thúc đẩy giấc ngủ trong não. Do đó, thời điểm uống tách cà phê cuối cùng của bạn cũng rất quan trọng. Tiến sĩ Lee giải thích, thông thường, bạn nên ngừng uống cà phê ít nhất 6 giờ trước khi ngủ. Tuy nhiên, điều này thay đổi tùy người và chỉ có bạn mới biết được khả năng dung nạp caffeine của chính mình. Để không làm xáo trộn giấc ngủ, bạn hãy tránh dùng caffeine sau 15 giờ, bao gồm cà phê, đồ uống có ga, nước tăng lực và thậm chí cả trà có chứa caffeine hãy thử chuyển sang các loại trà thảo dược hoặc cà phê không chứa cà phê in nếu bạn cần đồ uống nóng để giữ ấm